Haha, anh đừng có để đổ vào nồi đồ ăn của tôi. Con nhạc này hay quá, cô Sơn nói con nhạc này hay. Con ơi, con lấy cái rổ thì chết gì rồi. Sai. Nó rơi rụng bật. Tại vì rửa cái rổ nó khổ hơn đấy con. Đánh đòn. Đánh chứ, con tưởng mẹ không đánh à. Lớn thì cũng bị đánh đòn à. Đầu lâu. Long xe cái đầu long ra nó. Cucumber. Long Hoàng Văn đây cho nó có ăn không? Nó chạy kia nó chơi chút. Nó chơi. Con trông thấy cái này của mẹ không? Trông. Tôi chừng trời. Không. Nó đạp không. Chờ chút Long. Long ơi ăn này không Long? Gọi Văn đây cho nó ăn với con ơi. Văn Long ơi. Bảo Long ăn, Văn ăn tôm không? Hỏi Văn vậy. Nó thích lắm. Linh ai ăn không? Ăn xưa. Ai này con có mời chút họ ra không con? Thôi để Long mời. Long mời chút họ ra. Mời chú họ ra nhậu. Thế em Sơn đứng quay đằng trước kia. Đứng trước mày nhậu. Con, công việc cái đơn giản có vậy con cũng làm được sao? Chắc các anh phải lấy mấy cái chén nhỏ nó mà chấm tội gì, khổ sở. Sơn tí nó vô. Thank you.
Tình nhân ơi,
Thank you.